Giàn cắt school 2015 bản thái. Từ em gái cưng của siêu sao sân cỏ tới nam thần đam mỹ nức tiếng xứ chùa vàng, dự án, được mong đợi nhất màn ảnh nhỏ xứ chùa vàng tháng 5 năm nay gọi tên school 2015, Who Are You, ngay khi trailer chính thức của phim vừa, được tung ra, con dân, đã đứng ngồi không yên trước độ lung linh của bộ sậu chính. Vào cuối năm ngoái, khi nhà đài GMM25 vừa tiết lộ thông tin, sẽ mua bản quyền bộ phim học đường hot hit một thời school 2015. Who are you? Cư dân mạng, đã nhanh chóng có một cuộc bàn luận sôi nổi về các ứng cử viên sáng giá cho dàn cắt chính, không, để khán giả phải đợi lâu, mới đây nhất nhà đài, đã tung poster cùng trailer chính thức của phim, gây, được sự chú ý hơn cả, chính là dàn cắt sáng giá, và đầy triển vọng không thua kém gì bản hàn. Có ai tò mò về lý lịch dàn cắt school 2015? Who are you bản thái này không? 1. Kim So Huynh vai Lee Eun Bi, Go Eun Bồ Nam Tan Tip Nuri vai Mai, Min, trong phiên bản thái. Hai chị em sinh đôi Mai và Min có tính cách trái ngược nhau. Sẽ do cô nàng diễn viên sinh năm 1996 Nam Tan Nuri thủ diễn. Tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng tuổi nghề của Nam Tan đã được 7 năm có lẻ, chỉ mới thực sự hoạt động mạnh từ năm 2016. Nam Tan đã có trong tay gia tài phim ảnh khá đồ sộ: Uprang series, Media Loser series, Wake Up Lady the series, Friend Zone series. Có thể thấy hầu hết phim do Nam Tan Nuri đảm nhận là các bộ phim thanh xuân vườn trường và cô cũng rất hợp với tạo hình trẻ trung này. Cư dân mạng vỗ đùi đen đét, vì nhà sản xuất thái casting vai nữ chính xuất sắc không thua kém gì bản gốc của Kim So Hyun, lúc thì khóc lóc, mềm yếu, khiến người khác muốn che chở. Khi thì mạnh mẽ không ai bằng, bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, một lý do nữa, khiến tên tuổi nam tan. Được nhiều khán giả biết đến chính bởi cô là em gái của siêu sao sân cỏ xứ chùa vàng Ton Narubadang, Wirawat Nodom, có anh trai nằm trong đội tuyển thủ quốc gia. Nam Tan kể lại, rằng nếu lúc cô đi dạo trong trung tâm mua sắm, thì chỉ có một người xin chụp ảnh cùng, thì khi ra ngoài sân cỏ, sẽ khoảng 100 người xúm lại xin chụp hình cùng cô. Em gái anh Ton là danh sưng mọi người nhớ đến Nam Tan bên cạnh tên thật của nữ diễn viên, đam mê diễn xuất, và bắt đầu xem đây là nghề nghiệp thực thụ. Hứa hẹn trong tương lai, Nam Tan, sẽ có nhiều bước tiến hơn nữa trên con đường nghệ thuật. 2. Nam Jo Hyuk vai Han Ian Chris Perawat vai Nathi. Đảm nhận vai chàng hot boy thể dục Nathi là nam diễn viên Chris Perawat với bề dày kinh nghiệm diễn xuất. Vai diễn lần này không có vẻ gì, sẽ làm khó, được chàng trai cao 1m78 sinh năm 1999 năm này. Hot boy thể dục trong school 2015. Who are you bản thái sở hữu đôi mắt đầy cảm xúc, dự là, sẽ, khiến nhiều fan girl muốn lọt hố, nổi tiếng và đạt được rất nhiều giải thưởng từ vai diễn Thít trong bộ phim Boy Lớp Nổi Đình Nổi Đám SOTUS, The Series 2016, con đường diễn xuất của Perawat trở nên thanh thang hơn bao giờ hết. Hàng loạt các tựa phim ăn khách có sự tham gia diễn xuất chính của Chris như SOTUS, The Series, Người Tình Cún Con Hai, Mẹ Tin Đơn Thân, Trời Sinh Một Cặp, Ngày Sinh Ngày Tử, One Night Still. Với bề dày kinh nghiệm đóng cặp với rất nhiều sao nữ nổi tiếng khác. Vai diễn Na Thi lần này chắc hẳn, sẽ không thể làm khó, được Chris, bà lúc sung chê vai gong tê quang cây lơ city chai vai can không xa lạ gì với người hâm mộ cây lơ city chai chính là chàng hot boy sáu múi mắt một mí từng gây bão cộng đồng mạng một thời nét đẹp của cây được so sánh với nam dô huyệt nam chính phim tiên nữ cử tạ và anh chàng cũng nhận được rất nhiều lời mời chụp ảnh cho các tạp chí nổi tiếng và đại diện thương hiệu trong lần rẽ cua sang môn nghệ thuật thứ bảy này cây dự sẽ làm tan chảy trái tim của các fan nữ và là một đối thủ đáng gờm với chris đấy Nam sinh gong tê oang bản thái cun ngầu tới rồi đây. Cây từng đi du học tại Mỹ, nên tính cách của anh chàng khá hài hước và năng động, gương mặt quen thuộc của nhiều tạp chí danh tiếng. Ngoài ra cây còn sở hữu nút vàng YouTube với một triệu người theo dõi trên kênh cá nhân. 4. Dâu su Hiang vai Kang So Young Yan Ploy vai Thi Đa. Vai diễn cô nàng Min Gơn chuyên đi bắt nạt nữ chính Kang So trong bản hàn lần này. Được thể hiện bởi nữ diễn viên trẻ nhiều triển vọng Yan Ploy Songpu ác à, nhưng vẫn phải sinh thì mới được nhận vai Kang So Yang đấy nhé. Trước khi đến với vai diễn thi đa ngang ngược trong dự án School 2015, Hu you lần này Yan đã sắm được cho mình kha khá vai diễn trong các dự án tuổi teen đình đám như SOTUS The Series, Wake Up Lady, Happy Birthday, The Charming Stepmom. Phong cách đời thường trẻ trung, đầy khỏe khoắn của nữ diễn viên sinh năm 1995, bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Ian còn là thành viên nhóm nhạc nữ CC cùng ba cô nàng Jen, Ci, si và Ai, Gian Cás đồ sộ, vừa quen vừa lạ lần này hứa hẹn. Sẽ đem đến một làn gió mới đối với các mọt phim Thái, và cả những fan ruột của School 2015, Who Are you Bản Hàn. Phim, sẽ, được lên sóng vào lúc 21h30 tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh GMM25 kể từ ngày 2 tháng năm tới. Nếu cách đọc của tôi không, được hay xin hãy góp ý dưới phần bình luận. Trân trọng cảm ơn quý vị, và các bạn, đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại